Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc tái xuất sau ồn ào cái tát của mẹ, cư dân mạng phản ứng ra sao? Sau nhiều ngày im lìm sau ồn ào cái tát của mẹ, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc xuất hiện vui vẻ, tươi tắn trên mạng xã hội, khoe với khán giả cây khế chữ quả của nhà mình. Sau ồn ào đăng tải bài viết cái tát của mẹ gây tranh cãi trên mạng xã hội, Xuân Bắc không có động thái nào trên trang cá nhân. Mới đây, trên tài khoản TikTok hơn 1,1 triệu người theo dõi, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc chia sẻ đoạn clip ngắn khoe vườn khế sai chữ quả của mình. Đây được cho là lần tái xuất đầu tiên của nam tào Xuân Bắc hậu ồn ào trên. Trong clip, Xuân Bắc xuất hiện với gương mặt tươi vui, thoải mái, dường như không có áp lực nào. Anh hào hứng khoe vườn khế chữ quả được quay tại nhà riêng của mình. Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn đố cư dân mạng cây khế có bao nhiêu quả thu hút hàng ngàn lượt bình luận. Ai đoán đúng xứng đáng có không người yêu, Xuân Bắc khóm hình viết. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả háo hức tham gia phần thách đố của Xuân Bắc, không nhắc tới vụ lùm xùm trước đó. Em mang túi ba gang tới nhà anh nhé, cháu có mối hảo hảo thôi, cho cháu xin quả, chào mừng anh đã trở lại. Câu hỏi đặt ra là khế chua hay sao mà không thấy chú Bắc ăn? À Bắc ơi, biệt phủ nhà anh mà có cây khế nhà em nữa thì tuyệt vời ạ. Cây khế chua quả rất nhiều và to, em nghe câu chuyện này có mùi anh ơi, là những bình luận đáng chú ý của khán giả. Dịp Tết Quý Mão vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đăng lên trang cá nhân bài viết có tiêu đề cái tát của mẹ. Và khán giả hiểu rằng anh đang gay gắt mắng mỏ những người chê bai Táo Quân 2023 là ăn cháo đá bát. Rất nhiều người phẫn nộ khi cho rằng Xuân Bắc ở vị thế bề trên, mắng khán giả như mẹ mắng con. Và cái tát lật mặt trong bài viết của anh được cho là cái tát giáng vào công chúng thưởng thức chương trình. Bài đăng của Xuân Bắc gây làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận. Sau mấy ngày im lặng, chiều ngày 27 tháng 1, Xuân Bắc lên tiếng xin lỗi vì bài đăng cái tát của mẹ gây hiểu lầm. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc cho biết câu chuyện mà bản thân đăng tải trên Facebook chỉ đơn giản là chuyện cá nhân và không hề có ý định, mục đích làm tổn thương bất cứ ai. Đặc biệt là không hề có ý xúc phạm khán giả, những người mà nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc trân trọng và biết ơn trong đời nghệ sĩ của mình. Tuy nhiên, qua dư luận, câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả. Tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và mong muốn được khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc nói. Về bài viết của Xuân Bắc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Tạ Quang Đông cho rằng bài viết cái tát của mẹ của nghệ sĩ Xuân Bắc được đăng tải vào đúng thời điểm kết thúc chương trình Táo Quân 2023 nên đã khiến khán giả dễ bị liên tưởng sang chiều hướng khác. Ông Tạ Quang Đông khẳng định thêm, câu chuyện là những phát ngôn mang tính cá nhân của nghệ sĩ Xuân Bắc. Tuy nhiên, sau sự việc lần này, Xuân Bắc cũng như các nghệ sĩ khác cần cẩn trọng hơn trong cách ứng xử ở bất cứ hoàn cảnh nào, để tránh gây ra tranh cãi như những ngày vừa qua.